lên được buổi tối luôn nha cả nhà. Quá ghê gớm, đục cũng khá là to. Con mực nha. Ờ, vỏ ốc không gì trời, không thấy con ốc mà vỏ không vậy? Bình xăng đó kìa. Ê, bình xăng này cộng số luôn nè. Trời ơi, con loại da cay như sao? Ốc áp chứ xe không được. Quá coi. Câu mã này là đủ loại luôn nè. Vô gì vậy? Vô gì cái cọc vậy? Nguyên khúc cây luôn. Cây bao bọc có đầy đủ luôn nha, chai nha. Vô nguyên khúc gỗ xưa luôn rồi. Hello cả nhà. Được một con cá bò hòm nha. Bây giờ em sẽ đem vô trong bồn em gọng. Nè, con cá này ăn rất là ngon luôn. Này mà Hoàng Bỉ thấy là Hoàng Bỉ lụm về. Không phải cho Hoàng Bỉ thấy được. Trên mạng cái thằng đó nó kêu cá gì biết không lý. Cá bò hòm. Không phải. Cái này phải không? Cho bạn gì? Cá khế. Cá khế hả? Ừ. Thì mình kêu là cá bò hòm thôi, đi gọng quá. Ôi ơi. Bỉ ký 400 ngàn quý ơi. Ai tính tính nghe nhà. Tính tính là chính quán là bán ký 400 ngàn nha. Đem động năm. Em động những cái bồn kia đấy. Những cái nóc luôn đi. Ừ, những cái nóc đi rồi mời hai con cháu bên kia view. Ở đâu? Cái bồn nhỏ vậy? Ừ, bồn nhỏ. Cái nóc này nhá, xíu à. Đây là trứng ốc giác vàng nha cả nhà. Ở này mới tin luôn rồi chứ. Ủa bị. Đây, nãy giờ Hoàng Bỉ lụm được có nhiêu mực kia nè. Giá này thì cũng có mực lây gai nhưng mà kiểu như nó nằm nó không có nhiều chỗ. Nó bự rồi nó chan ra đều cái đục luôn chứ không kiểu như là nó lên một chùm chỗ một. Nó phải lựa ra. Đây, đây là con cá. Ở cái này cái gì Bỉ? Cá kè. Cá kè nhưng mà mình nó gọi là con cái nhám gì cả nhám thấy gì? Nhám cá kè bông. Hả? Cá kè bông cá nhám. Hả? Cái màu sống mà thả đi cả nhà. Cho nó về biển đi. Hoàng Bỉ thì giờ được qua bên tàu cái lại nha, được khỏi thì bên tàu đực. Không có mặt Hoàng Bỉ. Với cá trình nha. Cá trình này thường thì anh em nếu ăn thì sẽ khô thì bắt sẽ khô ăn rồi chứ không có bán nha. Có bán thì họ bán vô cá phân hay là cá sụn nhỏ không ạ. Thì cá này ăn ngon nhưng mà ngoài này bán vô cá phân cá sụn nhỏ cứ 10 ngàn này kia. Chứ cái này thường thường nếu mà ở chợ gọng sống bán cũng rất là nhiều tiền nữa. Nhưng mà ngoài này thì không có bán được gọng sống nên nó rất là rẻ luôn. Bán gì chừng ký 10 ngàn à. Đây, cái vỏ ốc này em sẽ khui cho cái nhà xem nha. Ở trong này có ốc luôn nè. Khui vô cho cái nhà biết. À ha. Ở trong nó sẽ có con ốc luôn. Khui cho cái nhà thấy rồi em sẽ thảy xuống biển lại cho nó nở ra. Đây là ốc nè. Ốc giác đây nè. Ốc giác vàng á. Mà nó chưa bự, nó còn nhỏ. Thấy đi. Nè thấy không, bây giờ thấy không. Nè, mỗi một cái vỏ trứng nhỏ gì là nó sẽ có một con ốc ở trong nha. Nè, rất là nhiều luôn nè. Cái này con này nó sắp nở rồi nha cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ thả nó xuống biển để cho nó nở rồi mốt nó bự lên. Đây nè. Đó, thấy không. Nè cái nhà nhìn kỹ nha. Này bên trong nè. Khui ra nè. Nè. Thấy không? Đó con ốc nè, có thịt luôn nè. Đó. Thôi giờ em sẽ thả xuống biển. Thuyền trưởng á, mà chuyến này thuyền trưởng không có đi. Chuyến này có ông anh cũng chạy thế.
Cha em thì đang bắt sò đẹp thì chổng luộc để ăn cơm tối. Quá chừng sò đẹp luôn cả nhà thấy không? Sò sớ nha. Sò đẹp sò sớ luôn cả nhà. Tối nay cha sao sò sớ. Đúng này à? Luộc đi. Ấy ấy. Luộc ăn cái ai? Cho cha em luộc này ăn. Luộc ghẹ với này. Cá là sống luôn nha. Tập
chơi ngồi Quỳnh Nên nữa nha. Mấy anh em kia bỏ cơ nó chơi còn lên chú ba. Này chú ba nhập tiền của anh luôn, chú ba không chịu. Nè quý giống luôn nè, thấy không? Ai sợ hết nổi. Nè. Bữa nay hết ca xong hết ca chơi chú ba chơi nguyên thao nước chú ba. Ca lấy ngoài này chơi lấy này chưa hả? Sao chú ba? Cãi bọng gì nó solo vậy? Mình làm sớm có chạy á rồi bỏ cơm nha. Chống ăn mì luôn chống nha. Bảy lắm mà giờ còn mình ăn nữa. 5-7 người mà còn mình ăn chú ba nè. Mấy kia nó ăn mì rồi. Nay làm rồi sớm cũng đỡ anh em thì cũng được khỏe. Khỏe mà biết tính nhiêu tiền thì đương nhiêu thì không biết. Để làm nó khỏe rồi đó. Khỏe nhưng mà không có tiền. Nào không vậy cả nhà, nếu mà mình cực khổ một xíu thì mình có tiền, nhưng mà cực khổ mà về làm mực này kia nha, đừng cực khổ về trục trặc sự cố này mà công nó không có tiền mà nó còn mà mệt nữa. Đâu nhiều làm mà cực chút mà có tiền. Đừng trục trặc sự cố được rồi, kiểu như cầu bay này kia trục trặc loạn quái, ghe cầu đôi sợ nhất cái miệng cầu bay. Đồ ít quá làm khỏe quá thì nó không có tiền. Không tiền, ngủ người cũng sớm đó. Thiếu nợ nhiều. Đúng rồi. À, sao đẹp nha cả nhà. Sao đẹp thì lấy cái còi nè, rồi cái xào với sợi ớt, rồi có mấy cục tuột nữa. À, bắt mấy cục tuột kèm vô chung luôn. Giờ dưới ghe thì không còn rau sống, rau này kia chỉ còn cải thôi. Cải với bí phải ngọt được không ạ? Mỗi khi mà cào gần đảo là cả nhà biết rồi đó. Mấy anh em lên à. Còn Bỉ đang chơi game luôn nha. Nè. Còn Bỉ đang chơi Liên Quân luôn nè, thấy không? Dữ dằn. Đây thấy Ngọc nè. Trên sàn khô trên đây nè. Tại lâu lâu có mạng một lần đó cả nhà. Lâu lâu có mạng rồi anh em giải trí hay nhậu ngồi nước hút nhắn tin với người yêu như là. Quá trời Hoàng Quý nó bấm rồi. Bấm mà nhiệt tình luôn kìa. Canh ghe, né ghe này kia thôi. Rồi vậy mới vô ngủ.
chiến Hồ Vinh. Quá ghê luôn. Chào anh ơi vậy. Chào anh ăn gì không anh? Quá hồ vịt chiên đó trời. Nãy mới lên mạng giờ đói rồi trời. Mới lên mạng xong giờ đói anh, chào anh xuống anh chi hồ vịt ăn rồi. Nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ đăng ký